Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 1997, chúng ta đang ở tại xóm mới. Chúng ta đang học về phương pháp trì niệm danh hiệu. Trong thánh kinh đó, khi mà Thượng Đế đã tạo ra trời đất và muôn vật đó, thì Thượng Đế có gọi gọi tên những cái mà mình đã tạo ra. Ví dụ như trời thì gọi là trời, đất thì gọi là đất. Sông thì gọi là sông, núi thì gọi là núi. Và Thượng Đế cũng dạy Adam là nên gọi tên những cái sự vật xung quanh mình, ví dụ như là cây đào hay là cây quế hay là cây ổi hay là con bò hay là con chim hay là con trâu. Là mỗi sự vật nó có một cái tên gọi. Và cái tên gọi đó là nó chỉ cho cái sự vật đó. Nhưng mà có một cái rất là khó mà gọi tên. Đó là Thượng Đế. Đó là cái nền tảng, đó là cái gốc rễ cho tất cả mọi cái. Trong truyền thống Do Thái thì chúng ta biết rằng những người Do Thái gọi tên Thượng Đế là Yahweh. Và khi mà chúng ta đọc cái tên đó ra thì chúng ta thấy, chúng ta có cảm tưởng như đó là tiếng của hơi thở của chúng ta, thở vào và thở ra.
Và cái tên mà hay nhất của Thượng Đế là I am, I am that I am. I am that I am who am. Và cái tên đó nó làm cho chúng ta nghĩ tới cái danh từ chân như ở trong Đạo Bụt. Chân như thường thường được dịch là chân như tha tha, thường được dịch là suchness, là cái thực tại nó như vậy đó. Mình không có thể khái niệm được, mình không có thể kêu 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 tên được là chân như. Cũng như là trong Đạo Đức Kinh có câu danh khả danh phi thường danh, cái tên mà mình có thể gọi được thì chưa phải là cái tên tuyệt đối, danh khả danh phi thường danh. Và định nghĩa Thượng Đế như là I am that I am who am, để cho chúng ta có cảm tưởng là đây là nguyên tắc của sự tu tập, tức là sự có mặt. Chánh niệm tức là sự có mặt vững chãi trong cái giây phút hiện tại. Trong Cơ Đốc giáo cái danh từ I am như là tên của Thượng Đế cũng rất là quan trọng, và theo đó là cái tên của ba ngôi, Chúa ba ngôi, ngôi Cha, ngôi ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Rồi tới tới cái tên Chúa cứu thế, Jesus, Jesus. Trong phúc âm của thánh thánh Giăng John, chúng ta đọc rằng tất cả vạn vật đều được Thượng Đế tạo ra, và nếu không có Thượng Đế thì những cái mà mình đang thấy nó không bao giờ có mặt. Nơi Thượng Đế là sự sống. Và sự sống là ánh sáng của con người. All those were made through him. All things were made through him. Tất cả mọi cái đều được sáng tạo ra qua người. All things were made through him. And without him was not anything made that was made. Và nếu không có người thì không có cái gì đã được tạo tác ra cả. In him was life, and the life was the light of man. Nơi người có sự sống, và sự sống tức là ánh sáng của con người. Đó là phúc âm theo thánh thánh Giăng. Và vì vậy cho nên trong các tôn giáo nào cũng muốn gọi tên của Thượng Đế, gọi tên của Đức Giáo Chủ, gọi tên của
của tuyệt đối, của chân như. Và người ta tìm ra những cái tên rất đẹp để gọi. Những cái tên đẹp của Thượng Đế, The Beautiful Names of God trong Hồi giáo. Trong đó có những cái tên như thế này: In the name of God, the merciful God of mercy, nhân danh Thượng Đế, Thượng Đế của từ bi. To God belong the most beautiful names, là những cái tên đẹp nhất, là những cái tên thuộc về Thượng Đế. So pray to him by using them. Vì vậy cho nên hãy cầu nguyện Thượng Đế bằng cách sử dụng những cái tên đẹp đó. He is God beside whom there is no divinity. Người là Thượng Đế. Và ngoài Thượng Đế ra thì không có cái sự linh thiêng nào cả. The benefactor, the compassionate. Đó là đức đại từ, đó là đức đại bi. The king, the holy one, peace. The believer, the vigilant. Đó là vua, đó là đấng linh thiêng, đó là hòa bình, đó là đức tin, đó là sự tỉnh thức. The powerful, the very strong. Đó là sức mạnh hùng hậu nhất. Và chúng ta có một cái bảng thống kê của những cái tên tên rất đẹp của Thượng Đế, gọi là The Beautiful Name of God. Và những cái tên đó đã được viết lại thành chữ Ả Rập rất đẹp, là Beautiful Names of God. Trong đạo Bụt thì chúng ta có một cái kinh gọi là kinh Ngũ Bách Danh, 500 cái tên của một người mà có tới 500 cái tên. Người ở đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy có một cái cuốn kinh như vậy để Phương Khê, rất là xưa, Ngũ Bách Danh Quang Thế Âm Kinh, The Sutra on Avalokiteshvara with 500 names. Người yêu của mình luôn luôn có những cái tên rất đẹp, và đây người yêu của mình có tới 500 tên. Sách này in ở Việt Nam dưới triều vua Thành Thái và in Hà Nội, Hà Nội tỉnh An Trạch Thôn, Xiển Pháp Tờ Tàng Bản. Và khi mà mình xướng ra một cái danh hiệu của Đức Quan Thế Âm thì mình có thể lạy xuống một lạy và thở ba hơi rồi đứng dậy rồi xướng một danh hiệu khác rồi lạy xuống và thở ba hơi. Và đây là sự thực tập lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bằng cái danh hiệu của Ngài.
rất nhiều cái tên của Đức Quang Thế Mồ Tát được lấy ra từ kinh Pháp Hoa của Phẩm Phổ Môn. Đây mình đọc vài tên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Kỳ Âm Thanh Nhi Đắc Giải Thoát Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái tên này lấy ở trong Phẩm Phổ Môn. Quán Kỳ Âm Thanh Nhi Đắc Giải Thoát tức là chiêm ngưỡng. Cái tên gọi của Đức Quan Thế Âm là đủ để thoát ra khỏi những cái hiểm nguy, gọi là Nam mô Quán Kỳ Âm Thanh Nhi Đắc Giải Thoát Quan Thế Âm Bồ Tát. Tên tiếng chuông lại xuống. Nam mô Linh Nhân Ly Dục Quan Thế Bồ Tát. Linh Nhân Ly Dục tức là làm cho người ta có thể rời bỏ cái đam mê, cái thèm khát của người ta. Chỉ cần đọc tên Đức Quan Thế Âm là cái đam mê, cái vướng mắc của mình nó bị buông thả. Gọi là Nam mô Linh Nhân Ly Dục. Linh là khiến cho, nhân là người, khiến cho người bỏ xuống, bỏ ra ngoài cái dục của mình. Thì đó là một cái tên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có cái khả năng làm cho mình buông bỏ được cái dục ở trong con người của mình. Chỉ cần niệm Ngài. Đây là lấy từ trong Phẩm Phổ Môn. Nhược đắc ly sơn, nhược dục ly sơn, niệm Quan Thế Mô Tát tiện đắc ly sơn. Nếu mà người đang có sân hận, đang có giận hờn, mình nên niệm danh hiệu Quan Thế Mô Tát thì là hết giận liền. Cho nên Ngài là có tên Nam Mô Linh Nhân Ly Sơn Quan Thế Mô Tát. Con xin kính lại Đức Quan Thế Mô Tát có khả năng làm cho người ta đang giận hết giận. Nam mô Linh Nhân Ly Si Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát, người có khả năng làm cho người ta loại ra khỏi cái sự ngu si của người ta. Nam mô Dĩ Chúng Chúng Hình Du Chư Quốc Độ Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát, người mà có thể ứng hiện thành ra nhiều cái thân hình để đi khắp ở trên thế giới. Nam mô thiện ứng chư phương sở Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát, người có thể ứng hiện được ở bất cứ một địa phương nào trên thế giới để cứu khổ, thiện ứng chư phương sở. Tất cả những danh từ đó đều lấy trong kinh Phổ Môn cả. Nam mô Hoàng Thể Thâm Như Hải Quan Thế Bồ Tát. Nếu quý vị mà có thuộc lòng kinh Phổ Môn bằng chữ Nho thì quý vị biết rằng những cái chữ này là từ ở trong kinh Phổ Môn hết. Nam mô Thể Hoàng Thể Thâm Như Hải Quan Thế Bồ Tát. Tức là con kính lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà lời thề nguyện rộng sâu như biển cả. Hoàng thể thâm như hải. Rồi khi mình lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy thì mình ngó lại cái lời thề của mình sao? Cái lời thề nguyện của mình khi mà mới thọ giới thì nó sao? Hoàng thể thâm như hải. Nam mô Thị Đa Thiên Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, người đã từng làm thị giả cho hàng ngàn, hàng trăm ngàn vị Bụt. Nam mô Phát Đại Thanh Tịnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, người đã phát ra được cái đại nguyện thanh tịnh. Nam mô Văn Danh Bất Không Quá Quan Thế Âm Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà
khi nghe danh hiệu thì cái tâm mình nó không có trống rỗng. Tức là khi nghe tới cái danh hiệu đó, cái tâm mình phải tràn đầy chất liệu của tình thương, của thệ nguyện. Nam mô Kiến Thân Bất Không Quá Quan Thế Âm Bồ Tát. Con lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Người mà khi thấy được chân dung thì cái tâm không thể nào trống rỗng được. Nam mô Diệt Chư Hữu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Người có thể tiêu diệt được những cái khổ đau ở trong ba cõi. Diệt chư hữu khổ, chư hữu đó tức là ba cõi, tam hữu, ba cõi. Nam mô Quảng Tu Trí Phương Tiện Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát. Người mà thực tập rộng rãi những cái phương tiện của trí tuệ, Quảng Tu Trí Phương Tiện. Nam mô Vô Sát Bất Hiện Thân Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát. Người mà không đau, không hiện thân để cứu độ. Trên non bồng diễm ảo cũng hiện thân, mà dưới địa ngục A Tỳ cũng hiện thân. Nam mô Đắc Chân Quán Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Người đã đạt được cái chân quán, tức là quán quán chiếu về chân như. Nam mô Đắc Thanh Tịnh Quán Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát. Người đã đắc được thanh tịnh quán. Meditation on the purity of everything. Nam mô Quảng Đại Trí Tuệ Quán Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát. Người mà đã đạt được cái trí tuệ quán quảng đại. Nam mô Đắc Bi Quán Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát. Người đã đạt được cái phép quán từ bi. Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Quan Thế Bồ Tát. Con lạy Đức Quan Thế Bồ Tát. Người mà có cái ánh sáng thanh tịnh và không có tì vết. Và như vậy mình có 500 tên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và mình hành trì với cuốn kinh này, mình lại ngày, lại đêm, cho đến khi nào con người mình nó sạch như là vừa mới sử dụng Eau de Javel. Đó là hình thái niệm Phật. Như vậy chúng ta biết rằng trong tất cả các tôn giáo đều có cái phương pháp trì danh hết. Người ta đọc tên. Đọc tên của Thượng Đế. Và khi mà người ta đọc cái tên đó, người ta gọi cái tên đó, thì tự nhiên trong trái tim người ta sẽ có tràn đầy cái chất liệu của bình an, của sự an ủi. Mà nói như vậy không có nghĩa là người nào sử dụng phương pháp trì danh cũng cảm thấy được bình an, vững chãi cả. Tại vì tùy theo cái phương pháp. Nhưng mà bình an và vững chãi nó chỉ là những cái nhu yếu cấp thời thôi. Tại vì chúng ta còn nhiều cái nhu yếu sâu sắc hơn nhiều. Vậy cho nên trì danh như thế nào, trì niệm như thế nào, để càng ngày chúng ta càng đi tới, càng đi xa, chứ không phải là chỉ đạt được tới cái sự an ủi và
và bình an của tâm hồn trong chốc lát. Nhưng trước hết chúng ta nên nói rằng có những người thực tập trì danh nhưng mà không thấy, không đạt được cái sự bình an. Là tại vì họ trì danh có tính cách hình thức. Họ chỉ có cái danh hiệu thôi mà cái tâm của họ cũng không có đó và không có cái quán chiếu. Thành thử ra tuy là họ niệm cái danh hiệu nhưng mà cái kết quả không có bao nhiêu. Cũng như cái những cái hạt lúa gọi là những hạt lúa lép thì tuy là có hạt lúa thật nhưng mà trong đó không có hạt gạo. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng có thể là chúng ta lượm một hạt lúa, lúa lép, và chúng ta có lặp lại Nam Mô A Di Đà Phật đến 100.000 lần thì chúng ta cũng chỉ có 100.000 lần, 100.000 hạt lúa lép mà thôi. Vì vậy cho nên niệm là phải tâm niệm, nghĩa là trong khi niệm cái tâm mình phải có mặt. Mà nếu tâm mình có mặt tức là thiền quán rồi. Tại vì thiền quán chánh niệm nghĩa là phải có mặt trong giây phút hiện tại. I am, what I am who I am. Mà có một cái điều rất rõ ràng là khi mình học với, mình học các tôn giáo rồi, mình trở về với đạo Bụt thì mình thấy trong đạo Bụt những cái phương pháp rất là giàu có và có thể đưa mình đi rất xa, những phương pháp rất là cụ thể. Có cái bà cụ đó ở ngoài Bắc, bà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày. Và có nhiều người họ có cái cuốn sổ gọi là niệm Phật công cứ. Một cuốn sổ ở trong đó có nhiều trang. Mỗi trang đều có hình Bụt ngồi trên tòa sen. Và cái tòa sen đó nó có cả mấy trăm cảnh hay là ngàn cảnh. Thì khi mà niệm được một tràng hạt á, thì mới lấy bút chì màu tô lên một cánh sen. Và khi mà tô hết tất cả cánh sen của cái bông sen đó rồi á, thì mình lật sang trang khác. Và từ từ như vậy mình tô cho hết tất cả cái cuốn sổ của mình, rồi sổ niệm Phật công cứ. Ở Việt Nam có nhiều người làm như vậy. Và khi mà mình niệm được một một cuốn tập 100 trang như vậy, tức là công đức đã rất nhiều rồi. Tại vì một tràng hạt 108 hạt thì mới được tô màu một cái cánh sen. Nhưng mà đó là phương diện hình thức thôi. Còn phương diện nội dung thì không có biết được. Tại vì trong khi niệm Bụt, người kia có thể là không có mặt. Mà chất liệu của Bụt nó không có mặt trong trái tim người đó. Và người đó có thể là suốt ngày đếm những hạt lúa lép không có gạo ở trong. Điều này là điều mình cần phải nhắc mình. Mình ngồi thiền cũng vậy, mình đi thiền hành cũng vậy, hay là mình thiền chấp tác cũng vậy. Bên ngoài có thể thấy như là mình đang thực tập một cách nghiêm chỉnh, nhưng mà bên trong có thể mình đang đếm những hạt lúa lép, không có ích lợi gì cả. Cho nên là trong đạo Kitô họ mới nói rằng cầu nguyện là phải cầu nguyện bằng trái tim của mình. The heart prayer, praying with the heart and not with the mouth. Cái bà đó là một cái bà ở ngoài Bắc. Bà niệm Bụt rất là tinh chuyên. Và bà niệm có chuông, có mõ đàng hoàng, có hình thức đàng hoàng. Nhưng mà cái tánh tình bà không có thay đổi gì hết sau mấy chục năm niệm Bụt. Thành có ông hàng xóm đó, ông muốn cho bà một bài học. Thành ra cái hôm đó nhằm cái giờ bà lên nhang đèn để niệm Bụt đó, thì ông tới ngoài cửa ngõ, ông ấy kêu tên bà. Bà Tư ơi, bà Tư ơi. Ở ngoài Bắc chắc không phải là kêu là bà Tư, bà gì đó. Thì bà ta nén. Mình đã thỉnh chuông rồi mà không có ly, nó không có nghe tiếng chuông.
nó không có biết là mình đang bắt đầu niệm Bụt, mà lại còn đứng ngoài cổng mà réo tên mình. Bà đã thấy cái giận nó bắt đầu nó trồi lên, bà thính chuông mạnh hơn để chứng tỏ rằng là mình đang đến giờ niệm Bụt, không có được quấy rầy, và mình gõ mõ mạnh hơn để chứng tỏ rằng là không có nên vô lễ réo tên người ta khi mà người ta niệm Bụt như vậy. Nhưng mà cái ông ngoài đó, ông láng giềng, ông làm như ông có nghe, càng ngày ông càng réo tên của bà càng lớn. Rốt cuộc bà chịu không nổi nữa, cái giận của bà nó trùm trùm lấn hết tất cả con người của bà. Bà vứt chuông, bà vứt mõ, bà ra ngoài cổng, bà chống tay và bà chửi. Bà chửi thầm tệ. Thì ông đó, ông đã biết chân như của bà rồi. Ngày thường là như vậy rồi. Thành bây giờ bà chửi như vậy thì ông cũng thường thôi. Ông mỉm cười, ông nói, bà ơi, tôi mới gọi tên bà có mấy chục tiếng mà bà giận tôi như vậy. Mà bà gọi tên Bụt mỗi ngày không biết bao nhiêu là lần, chắc là Bụt giận bà lắm á. Đó là cái lời của ông nói. Cái chuyện này thầy đọc ở trong báo tạp chí Đức Tuệ ở ngoài Bắc. Thì không biết sau cái bài học đó bà cụ có thay đổi cái phương pháp niệm Bụt hay không. Tất cả chúng ta đều có nhu yếu trở về với nguồn gốc. Tại vì trong chúng ta nó có một cái hạt giống của sự cô đơn. Cũng giống như là một cái cây mà nếu không có được bám rễ vào trong lòng đất thì cây đó không có tươi được, không có sống được. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có nhu yếu phải mọc rễ ở trong cái nguồn gốc của chúng ta. Cái nguồn của chúng ta, cái gốc của chúng ta. Trong cơ đốc giáo thì cái nguồn đó, cái gốc đó, cái phát nguyên đó là được được biểu hiện bằng cái ý niệm cha, the father. Ý niệm cha là một ý niệm rất hay. Cha là người sinh ra mình, cha là gốc rễ của mình. Và khi mà chúng ta nói lại cha, chúng con ở trên trời, tức là mình nói tới cái nguồn gốc của mình, nguồn gốc cái bản thể của mình. Cũng như là nước là nguồn gốc của sống, mỗi đợt sống là phải mang cái nguồn gốc đó ở trong mình và phải luôn luôn trở về với nước. Vì vậy cho nên cái danh từ cha nó rất là quan trọng. Mà cha đây không phải chỉ là cha sinh ra mình, mà cha đây tức là cha của mọi loài, trong đó có mình. Và mình có cảm tưởng một cách rất rõ rệt là cái liên hệ giữa mình và cha đó, và người cha đó rất là sâu sắc. Và để phân biệt với người cha sinh của mình thì mình gọi cha đó là the Holy Father. The Holy Father. Bắt đầu chúng ta có cái ý niệm về cha, nhưng mà chúng ta phải vượt khỏi cái ý niệm cha đó để thấy cái cha đó, cái tự tánh của cha đó là nó vô tướng. Ban đầu chúng ta có thể dùng hình ảnh, dùng biểu tượng của một người cha để mà chỉ cho cái bản thể của chúng ta, cái gốc rễ của chúng ta, cái cội nguồn của chúng ta. Nhưng mà sau đó chúng ta phải vượt ra khỏi cái ý niệm của người cha đó để đi tới. Và vì vậy cho nên có nhiều nhà thần học nói rằng là Thượng Đế
không phải là một, chỉ là một con người. Thượng đế nhiều hơn là con người. Và vì vậy cho nên trong quá trình thực tập á, thì cái ý niệm của chúng ta về cha nó sẽ thay đổi từ từ. Ý niệm của chúng ta về cái nguồn gốc của chúng ta, cái bản thể của chúng ta mỗi ngày mỗi thay đổi. Cùng với sự thực tập thì chúng ta lớn lên và chúng ta càng ngày càng gần với cái chất liệu đó, cái thực tại đó, cái thực tại màu nhiệm đó mà chúng ta thường gọi là cha. Ngày xưa khi mà thầy đang còn làm phái đoàn Phật giáo Việt Nam trụ sở Paris đó, trong cái thời gian mà có hội nghị hòa bình ở tại Paris giữa các phái lâm chiến, thì ở Paris giáo hội Phật giáo Việt Nam có một cái văn phòng ở đường Goutte-d'Or, Rue de la Goutte-d'Or, thì có một bà người Anh tên là Ethelwyn Best tình nguyện làm thư ký tiếng Anh cho phái đoàn. Bà này đã lớn tuổi, bà hồi đó bà đã 70 trên 70 tuổi, bà còn mạnh lắm, mạnh còn mạnh hơn các thầy các sư cô bây giờ nhiều. Cái văn phòng của phái đoàn là ở tầng 5 mà mỗi ngày đều phải leo lên 5 tầng lầu. Bà leo thoăn thoắt như chơi, bà ăn chay trường như là tất cả những người trong phái đoàn. Bà ta có một đức tin rất là vững chãi nơi Thượng Đế, nơi thiên đường. Bà là gốc Anh Quốc giáo, bà là người Anh, và ông chồng của bà đã tịch lâu rồi. Và bà có hình ảnh của ông chồng rất đẹp, rất trẻ. Và bà tin một cách rất là đơn giản, rất là chắc chắn rằng là sau khi chết thì bà lên thiên đường và bà sẽ gặp người chồng của bà. Và cái niềm tin nó đơn thuần như vậy. Thì mình thấy niềm tin đó rất là đẹp. Một người mà có một niềm tin như vậy thì chắc là có hạnh phúc lắm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng giá dụ một ngày nào đó mà có một câu hỏi nó tới, nó làm cho cái niềm tin đó nó lung lay, thì bà sẽ như thế nào? Một cõi thiên đường ở trên đó có Chúa, có Cha, có những người mình thương. Và khi mình về đó thì mình sẽ gặp lại tất cả những người mình thương, nhất là mình gặp lại cái người mình thương nhất đã bỏ mình mà đi cách đây là mấy chục năm rồi. Thì cố nhiên trong công việc của phái đoàn có những cái giờ mà thầy trò ngồi để nói chuyện. Thì có một bữa thầy buồn miệng, thầy hỏi là Ethelwyn này, bà có nghĩ rằng là khi mà bà lên thiên đường thì bà nghĩ sao khi mà bà lìa cõi đời này và lên thiên đường rồi ấy, thì người chồng của bà gặp á, là người chồng trẻ hay là cũng già như bà bây giờ? Tức là không, khi ông bỏ bà ra đi thì ông còn rất trẻ, bây giờ bà lên gặp thì sẽ gặp người đó trẻ hay là cùng tuổi? Và bây giờ nếu gặp người đó trẻ thì cũng hơi, thì nhận ra liền đó, nhưng mà mình là già, người kia là trẻ thì sao? Và đó quả thật là những câu hỏi rất là ngây thơ, rất là trẻ con, nhưng mà rất là thật. Embarrassing lắm. Những người tu theo tịnh độ thì họ tin rằng khi mà họ hóa sinh sang tịnh độ Tây Phương thì họ hóa sinh thành baby hết, thành con nít hết, và sinh ra ở trong một bông sen đẹp quá, không phải là trong một bắp su
mà là trong một bông sen. Và khi mà sen nở một cái thì là baby thấy bụt liền lập tức, sướng quá, là hoa khai kiến Phật. Sen nở thấy bụt liền lập tức, sướng quá. Nhưng chúng ta ở trong đạo Bụt có những cái hình ảnh rất đẹp, ví dụ như là bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen, tức là mình sinh ra trong một cái đời sống mới, đời sống tâm linh rất đẹp, rất tinh khiết. Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen, cái đó là cái thần lực của Đức Quan Thế Bồ Tát, Ngài làm cho mình sinh ra trở lại trong một cái đời sống tâm linh rất nhẹ nhàng, rất thanh thoát, rất đẹp. Và mình có thể hỏi, vậy thì mình lớn lên, mình sinh hoa sen nở thì mình lớn lên, cố nhiên là sinh ở cực lạc rồi thì mình đâu có cần khóc oe oe như là khi mà mẹ mình mới sinh ra mình. Vậy thì ai sẽ nuôi mình? Mình có cần phải có người cho bú hay không? Mình có cần phải mặc áo quần không? Ai làm cha của mình? Ai làm mẹ của mình? Tất cả những điều đó kinh A Di Đà không có nói rõ. Mà nếu em bé mà không có cha có mẹ chăm sóc thì buồn chết. Hay là thần lực của Đức Quan Thế Âm, Đức Di Đà nói là mình lớn và lớn rất mau. Mình đâu có muốn lớn rất mau. Tất cả những câu hỏi đó nó có thể tới với mình. Và những câu hỏi đó không phải, nó chỉ làm cho mình suy tư, mà nó sẽ làm cho mình lớn lên. Chúng ta dùng cái biểu tượng cha để gọi cái nguồn gốc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn thiếu. Tại vì dù sao cha cũng chỉ là cha thôi. Cha khó là mẹ. Và trong cái chiều sâu của chúng ta, của trái tim ta, nó vẫn có cái khao khát được có mẹ. Nhưng mà tại sao không ta không gọi? Ta không gọi cái nguồn gốc của chúng ta, cái cội nguồn của chúng ta, cái yên nguyên của chúng ta bằng mẹ, mà chúng ta gọi là cha. Là tại vì ngày xưa và cho đến bây giờ đi nữa thì chúng ta vẫn thuộc về cái hệ thống gọi là phụ hệ. Người cha là lớn ở trong gia đình, người cha là quan trọng nhất trong gia đình. Trong lịch sử con người có khi chúng ta đã theo chế độ mẫu hệ, nhưng mà rốt cuộc thì chế độ phụ hệ một thằng. Vì vậy cho nên cha là biểu tượng. Và tuy nhiên gọi cái cội nguồn của chúng ta là cha, mà chúng ta vẫn ao ước có mẹ. Vì vậy cho nên trong các tôn giáo nào cũng sáng tạo ra mẹ. Trong Cơ Đốc giáo chúng ta có Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Ở trong Đạo Bụt chúng ta có Mẹ Quán Âm. Đó là cái ao ước, đó là cái nhu yếu của con người. Thật ra thì cái cội nguồn đó, cái gốc gác đó, cái bản thể đó của chúng ta, nó không phải là âm, cũng không phải là dương, nó không phải là nam, nó cũng không phải là nữ. Vì vậy cho nên trong thời đại của chúng ta có nhiều người họ muốn, nhất là họ nằm ở trong cái phong trào gọi là Women Liberation League, thì đôi khi họ muốn thay vì gọi God the Father, họ gọi God the Mother cũng được, không sao cả. Cũng như Đức Quan Thế Âm không phải, không hẳn là nam, không hẳn là nữ. Bản chất của Quan Thế Âm là khả năng lắng nghe và khả năng thương yêu. Thì khả năng lắng nghe và khả năng thương yêu đó đâu cần phải là nam mới được, đâu cần phải là nữ mới được. Bởi vì vậy cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vượt ra khỏi cái hình tướng nam và nữ.
Mà chính trong Kinh Phổ Môn cũng nói như vậy, nếu cần biểu hiện ra như một người nam thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra như một người nam, nếu cần biểu hiện ra như một người nữ thì Quan Thế Âm Bồ Tát biểu hiện ra như một người nữ, có phải không? Rõ ràng không? Vì vậy cho nên gọi cái gốc gác của mình là cha cũng được, mà gọi là mẹ cũng được. Thay vì nói lạy cha chúng tôi ở trên trời, thì nói lạy mẹ chúng tôi ở trên trời thì cũng được, không có sai gì hết. Miễn là chúng ta hiểu được chữ cha đó, chữ mẹ đó, không phải có nghĩa là cha thông thường, mẹ thông thường, mà là cái cội nguồn của chúng ta. Nhìn sâu vào trong cái nhu yếu của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cha đó, mẹ đó cần được biểu hiện ra một cách cụ thể dưới hình thái của một con người để chúng ta có thể bám víu vào một cách dễ dàng hơn. Và vì vậy cho nên chúng ta cần sự có mặt của một đấng cứu thế, Bụt hay là Kitô hay là Mahomet. Chúng ta cần những cái prophet, những cái người mà có thể đại diện xứng đáng cho cái cội nguồn của chúng ta, cái cội nguồn mà ta gọi là cha hay là mẹ, Holy Father hay là Holy Mother. Và cái mẫu người đó nó sẽ là cái ngón tay chỉ cho chúng ta thấy cái hướng của cội nguồn chúng ta. Và vì vậy cho nên trong đạo Bụt có Bụt của pháp thân và Bụt của hóa thân. Chúng ta nhờ Bụt của hóa thân mà có thể đi tới được với Bụt của pháp thân. Chúng ta nhờ tiếp xúc trực tiếp cụ thể với một con người tên là Thích Ca Mâu Ni, cho nên mới có thể đi tới, trở về an ổn trong cái pháp thân thường trú của chúng ta, tức là Bụt Tỳ Lô Giá Na, Vairochana. Trong cái bài cúng dường cơm của chúng ta mỗi ngày, chúng ta cúng dường trước hết là cho cái cội nguồn của chúng ta. Cúng dường Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Rồi mới tới Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. Rồi mới Thiên Bất Ức Khóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là rất cụ thể. Ta có thể với tới, ta có thể sờ mó, ta có thể nói chuyện với được. Và qua cái hóa thân đó và chúng ta từ từ chúng ta đi vào được một cái pháp thân. Cái pháp thân mà ở bên cơ đốc giáo gọi là cha. Còn chúng ta gọi là pháp thân hay là chân như. Trong cơ đốc giáo chúng ta có Chúa Ba Ngôi. Ngôi cha, ngôi con và ngôi thiên thần. Nếu không có ngôi con thì khó cho chúng ta có thể tới với ngôi cha được. Vì vậy cho nên Đức Kitô rất là quan trọng. Chính nhờ tiếp xúc với ngôi con mà chúng ta có thể tiếp xúc với ngôi cha. Cho nên trong kinh mới nói là ta là con của cha ta, và các ngươi không thể nào tới với cha nếu không có qua ta. Rất rõ ràng. Và vì cha là bất diệt,
Cho nên con của cha cũng là bất diệt. Nếu pháp thân của Phật là bất sinh bất diệt thì hóa thân của Bụt tuy bề ngoài giống như là có sinh có diệt, nhưng kỳ thực Bụt cũng là bất sinh bất diệt. Và vì vậy cho nên ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta học được rằng là cái thọ mạng của Bụt là vô cùng. Và vì vậy một bên thì có the living Christ, một bên thì có the living Buddha, Bụt bất sinh bất diệt, nó có gì khác đâu. Cái đó là tùy giác của con người, kinh nghiệm sống của con người. Cách đây được chừng 6 năm, thầy có đi với một số các thầy, các sư cô đi sang tổ chức khóa tu ở bên Nga. Thì khi mà mình hoàn tất cái khóa tu cho người Nga rồi, thì có một vài ngày để nghỉ ngơi. Thì gần đó cũng có một cái trại, cũng có một cái cơ sở mà những người cơ đốc ở bên Cao Ly đó, đang hướng dẫn những khóa thực tập về cơ đốc giáo cho người Nga. Sau khi cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó sụp đổ ở bên Nga đó, thì trong tâm tư của người Nga nó có một sự thiếu vắng rất lớn, họ rất là khao khát đời sống tâm linh. Cho nên khi mà thầy và các sư cô qua bên đó để dạy Phật pháp á, thì họ mở hết lòng ra ở đó đón nhận chánh pháp một cách rất là thiết tha. Chỉ tiếc là chúng ta không có đủ giáo thọ để có thể thường trú ở bên Nga, tại vì Nga là một cái miếng đất rất là màu mỡ cho những hạt giống của chánh pháp. Và cũng chính vì vậy cho nên những người cơ đốc giáo ở bên Đại Hàn họ cũng qua để họ gieo hạt giống cơ đốc giáo. Tuy rằng bên đó đã có chính thống giáo, L'Église Orthodox. Thì một số các anh chị em đã qua thăm họ, trong đó có sư chị Diệu Nghiêm. Thì người ta thấy sư chị Diệu Nghiêm với hình thái của một nữ tu sĩ Phật giáo, thì họ mới hỏi quý vị là ai, qua bên này làm cái gì. Thì là sư chị Diệu Nghiêm nói là chúng tôi là Phật tử ở bên Làng Mai qua đây để hướng dẫn những khóa tu. Thì cái bà mà phụ trách là tổ chức khóa tu cho người Nga, người đó tới từ ở bên Cao Ly, thì người đó nói rằng tại sao quý vị lại theo đạo Bụt? Tại vì Bụt là một người phàm, chứ đâu phải là một người bất tử. The Buddha is immortal. He is not like Jesus Christ. Jesus Christ is immortal. Thì đó là cái quan niệm của người đó. Tại sao mình thờ phụng, mình đi theo một đối tượng tín ngưỡng mà không có thờ phụng đi theo một cái người bất tử, mà lại đi theo một người có sinh có diệt như là Bụt Thích Ca? Thì theo họ, Đức Thích Ca là một người có sanh và có diệt, còn Chúa Kitô là một cái thực tại bất sinh bất diệt. Thì sư chị Gina viếng thăm không phải là để mà đàm luận về giáo lý, không phải để làm pháp đàm, thành là sư chị chỉ mỉm cười thôi. Chứ còn mà ngồi đó mà pháp đàm thì chắc là giờ này sang giờ khác, nó cũng không có hết. Rồi sư chị chỉ mỉm cười và bày tỏ cái sự tươi mát của mình mà thôi. Nhưng mà khi nghe sư chị kể lại như vậy thì thầy thấy cái tâm trạng của người đã nói ra. Tức là họ không có một cái kiến thức tạm đủ về đạo Bụt.
vốn đã từng là một cái đảo đã có mặt tại Cao Ly trên 1.000 năm. Trong Kinh Pháp Hoa, không những ta thấy, ta học và ta thấy được thọ mệnh của Bụt là vô lượng, mà ta cũng thấy được thọ mệnh của tất cả mọi 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 hiện tượng cũng là vô lượng, như là một chiếc lá. Nếu chúng ta quán chiếu một chiếc lá thì ban đầu chúng ta thấy cái ngọn lá đó nó sinh ra vào giữa tháng 3, nó lớn lên ở trong mùa xuân, nó già dặn trong mùa hè, và nó tàn lụi vào cuối mùa thu, thì ta thấy ngọn lá có sinh và có diệt. Đó là chúng ta nhìn vào cái phía tích môn. Còn nếu chúng ta nhìn vào phía bản môn thì chúng ta thấy rằng cái chuyện lá sinh và lá diệt chẳng qua là cái biểu tượng bên ngoài mà thôi. Nếu Bụt Thích Ca sinh tức là thị hiện đản sinh, mà tịch là thị hiện niết bàn, thì ngọn lá cũng vậy, ngọn lá cũng thị hiện đản sinh và ngọn lá cũng thị hiện niết bàn, nhưng mà thật ra cái sinh và cái diệt không động tới được cái ngọn lá. Thì thầy có kể chuyện trong một bài pháp thoại là có một hôm đó mùa thu, thầy đi thiền hành trên sấm thượng, đi từng bước rất là vững chãi, rất là chánh niệm. Thì có một lần thầy sắp dẫm lên trên một tờ lá khô mùa thu, thì thầy ngưng lại được và không có dẫm lên, và thầy đứng lại, thầy quán chiếu tờ lá, thì thầy thấy rằng tờ lá này nó đang thể hiện niết bàn. Thể hiện có nghĩa là giả bộ, pretend, giả bộ có sinh ra và giả bộ có chết đi, nhưng kỳ thực cái bản chất của nó là không sinh và không diệt. Không những Bụt Thích Ca như vậy, các vị Bụt khác trong 10 phương và 3 đời đều thể hiện, mà ngọn lá này cũng thể hiện, và chính bản thân mình cũng vậy, bản thân mình cũng thể hiện sinh ra năm nào đó và sẽ chết đi năm nào đó. Chúng ta đều có cái nguồn gốc bất sinh bất diệt, chúng ta đều là con của cha chúng ta hết, nói theo cái ngôn từ của Cơ Đốc giáo. Và hễ cha có đặc tính nào thì con có đặc tính đó. Và vì vậy cho nên kinh Tâm Kinh cũng như nhiều kinh khác của đạo Bụt giúp cho chúng ta quán chiếu để chúng ta nhìn vào và tiếp xúc được cái tự tính không sinh không diệt của chính chúng ta. Và khi nào tiếp xúc được cái không sinh không diệt rồi thì cái sự sợ hãi ở trong ta mới tan biến, và lúc đó ta mới thật sự có hạnh phúc. Còn những cái hạnh phúc chúng ta đạt được khi mà chưa có cái vô úy đối với sinh tử thì những hạnh phúc đó còn tương đối. Chỉ khi nào tiếp xúc được với Niết Bàn, nghĩa là với cái tự tánh không sinh không diệt của ta, thì lúc đó ta mới hết sự sợ hãi, và lúc đó mỗi giây phút trở thành ra một cái hạnh phúc lớn trong đời của chúng ta. Thầy xin các con của Thầy mỗi ngày đi thiền hành cho Thầy 5 phút. Thầy hy vọng là cái sự cầu xin này nó không có quá đáng. Mỗi ngày đi cho Thầy 5 phút. Đi như thế nào để có thể bước được những cái bước vững chãi, thảnh thơi, bước được vào bản môn, tiếp xúc được vào với cái nguồn gốc không sinh, không diệt của chính mình.
đi cho thầy, nhưng mà cũng đi cho cha mình, đi cho mẹ mình, đi cho tổ tiên mình, đi cho tất cả con cháu mình, mỗi ngày đi 5 phút. Đây là một vài cái phương pháp thực tập mà quý vị có thể theo dõi trong khi thiền tọa hay là trong khi thiền lại. Nếu bụt là không sinh và không diệt, nếu pháp thân bụt là không sinh không diệt, nếu cái lá mùa thu kia là không sinh không diệt, thì bản thân của mình cũng vậy. Và cha mình, mẹ mình cũng như vậy. Mình phải thấy được tính không sinh không diệt của cha mình và của mẹ mình. Đây là bài tập thứ nhất. Trong khi ngồi hay là trong tư thế phụ phục hoặc là tất sinh ở, chúng ta thở vào và chúng ta nói con là con của bà. Mình phải thấy cho được cái điều đó. Có những người không thấy được điều đó. Mình có ba rõ ràng mà có thể là ba đang còn sống, nhưng mà không có thể thấy được rằng mình là con của ba. Mà sự thực rõ ràng có thể sờ mó được là mình là con của người đó. Mình là con của ba. Nhiều khi mình không tin như vậy, nhất là những người đã có giận, đã có từng giận hờn và trách móc ba. Father, I am your son. I am your daughter. And I know it. Quý vị cứ tưởng là cái điều này đâu cần phải quán chiếu. Sự thật nó sờ sờ ở đó, mình là con của ba mình rồi, tại sao mình phải quán chiếu? Nhưng kỳ thực, có thể là mình biết ở trên phương diện, mình biết cái chuyện đó ở trên cái phương diện gọi là trí năng thôi à, nguyên tắc thôi à, như cái toán vậy. Đúng rồi, mình sinh ra từ cái người đó. Nhưng mình không có thấy được cái thực tại của cái sự kiện đó. Mình phải thấy được mình là con của ba mình. Vậy hả? Mình là con của người đó hả? Đúng như vậy. Cái chuyện đó mình tưởng là mình biết 100% hoặc là hơn 100%, nhưng mà có thể là mình chưa biết được. Mình chưa thấy được mình là con của ba. Thành ra trong cái hơi thở vào, mình nói, ba ơi, con là con của ba. Chấp nhận cái điều đó. Hân hoan cái điều đó. Rất là quan trọng. Dù ba mình đã có những cái khuyết điểm, những cái thiếu sót, mình không có bằng lòng bằng mình không có chỉ bằng lòng bằng một cái đúng hay là cái không đúng. Đúng rồi, mình là con của ba mình. Mình có thể đưa tay ra như vậy, đúng, tôi là con của ba tôi. Nhưng mà đây là một sự thực tập mà mình phải thấy được 100% cái sự thật đó. Để đưa tay rất thẳng, con là con của ba, thẳng như vậy, tuyệt đối như vậy, chứ không có cong cong như vậy. Trong thiền tọa mình phải thấy được cái điều đó, phải làm cho được cái điều đó. Rồi sau đó mình nói, con, ba, con là sự tiếp nối của ba. Father, I am your continuation. Phải thấy được như vậy. Cố nhiên trong cái sự tiếp nối,
nó có những cái chi tiết, có những cái điều mà mình muốn tiếp nối, có những điều mà mình không muốn tiếp nối. Nhưng mà dầu sao cũng là sự tiếp nối. Có thể là những cái điều mình không muốn tiếp nối, ba mình cũng đã không muốn tiếp nối. Ba mình đã muốn bỏ nhưng mà chưa bỏ được. Thì đến phiên mình phải bỏ được cho cha. Thành ra mình tiếp nhận hết, mình tiếp nhận hết tất cả những cái tích cực và những tiêu cực trong con người của cha, nó hiện đang có trong mình. Ba ơi, con là sự tiếp nối của ba. Phải thấy một cách rất là rõ ràng, phải thấy bằng một cánh tay giơ thẳng. Rồi sau đó mình quán chiếu, ba ơi, con là ba. Father, I am you. Anh muốn chối cãi cái sự thật đó hả? Anh chối cãi không được đâu. Anh là ba anh. Dầu muốn hay là dầu không, anh vẫn là con của ba anh. Anh vẫn là sự tiếp nối của ba anh. Anh vẫn là ba anh. You are him. Tại vì một hạt bắp, nó không thể nói nó không phải là cái sự tiếp nối của cái bắp. Nó không thể nói nó không phải là cái bắp. Ba ơi, con là ba. I am you. Đó là những sự thực tập rất cụ thể. Tại vì ba mình không phải là cái mà người ta gọi là immortal. Bề ngoài thì ba mình là một kẻ phàm. Nhưng mà trong bản chất là ba mình cũng là thánh. Cũng có cái tự tính bất sinh và bất diệt. Và mình cũng tiếp nhận cái điều đó ở trong mình. Ba ơi, con biết những khó khăn và những khổ đau của ba. Ba ơi, con biết những cái ước vọng của ba mà ba chưa có thành tựu được. Ba ơi, con biết những cái hạnh phúc và những cái tính đức của ba. Ba ơi, con thấy được những gì ba muốn thực hiện mà chưa thực hiện được. Ba ơi, con biết những gì mà ba mong ước con thực hiện được giùm ba. Tại vì trong đời ba, ba chưa thực hiện được. Mình phải thấy hết những cái đó. Ba ơi, con đang tu tập để chuyển hóa, để bồi đắp những cái gì mà cha con mình đang thiếu thốn, để thực hiện những cái gì mà cha con mình chưa thực hiện được. Thực tập như vậy gọi là niệm cha rất cụ thể. Thay vì quý vị niệm Đức Tỳ Lô Giá Na, cha tuyệt đối, the Holy Father, thì thầy đề nghị quý vị niệm cha bằng xương bằng thịt của chính mình, gọi là niệm cha. Tại vì niệm cha tức là niệm Bụt. Nó có hai lý do tại sao niệm cha tức là niệm Bụt. Lý do thứ nhất đó, là khi có chánh niệm ở trong tâm mình á,
dù là chánh niệm về cái hoa hay là mặt trăng hay là chén trà hay là sự chịu nổi, thì chánh niệm đó đã là Bụt rồi. Vì vậy cho nên niệm bất cứ một cái gì cũng là niệm Bụt hết, có phải không? Niệm hơi thở là niệm Bụt, niệm bước chân là niệm Bụt, là tại vì chánh niệm là Bụt. Lý do thứ hai là ba mình tuy bên ngoài hình tướng là một vật có sinh có diệt, nhưng mà trong cái bản chất sâu sắc của ba cũng có cái tự tính không sinh và không diệt. Vì vậy cho nên niệm ba cũng là niệm Bụt. Danh hiệu ba nó cũng thiêng liêng như là danh hiệu Thích Ca Mâu Ni hay là Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu mình niệm cho đúng. Rồi mình niệm mẹ, niệm mẹ cũng là niệm Bụt. Mẹ ơi, con là con của mẹ. Phải thấy cho được, phải thấy cho được bằng tất cả trí tuệ và tất cả tình thương rằng mình là con của mẹ. Thấy rất thẳng. Mẹ ơi, con biết con là sự tiếp nối của mẹ. Đừng có bằng lòng bằng toán học. Ok, I know I am her daughter. Như vậy không đủ. Cái đó là một cái công thức toán học, một cái sự thật, một cái lời nói, một cái ý niệm rất là khô khan. Mình phải thấy được, phải thấy được cái sự sự đó. Mình phải thấy được mình là con của mẹ. Mình phải thấy được là mình là sự tiếp nối của mẹ. Phải thấy mình với mẹ là một. Phải thấy được tính tương tức của mình và mẹ. Cũng như trong chúng ta có những người có những khó khăn với mẹ, thì sự thực tập sẽ khó hơn. Nhưng mà quý vị không có con đường khác đâu. Quý vị phải nương vào tăng thân để quý vị làm cho việc dục này. Cái này gọi là niệm mẹ. Niệm mẹ tức là niệm Bụt. Mẹ ơi, con là mẹ. Kỳ trước thầy có nói tới cuốn sách mà thầy thấy bên London, My Mother, Myself. Mình là mẹ mình đó. Mình tiếp nối mẹ, mình là mẹ. Và mình mang theo trong mình tất cả mẹ mình. Mẹ ơi, con biết những khó khăn, những khổ đau của mẹ. Thấy cho rõ. Thầy không có đòi hỏi quý vị đi vào những cái lĩnh vực siêu hình. Thầy muốn quý vị đi vào những cái rất là thực tế, mà quý vị đã có những kinh nghiệm trực tiếp với những cái đó. Thì phải lấy hết tất cả những kinh nghiệm đó ra để mà hòa mình vào đó, để mà thấy rất rõ, để mà có một cái kinh nghiệm trực tiếp, một cái direct experience. Thiền quán không phải là cái gì vu vơ, nó rất cụ thể. Mẹ ơi, con thấy được những khó khăn, những khổ đau của mẹ. Mẹ ơi, con thấy những ước vọng của mẹ đã thành tựu và những ước vọng chưa thành tựu. Mẹ ơi, con thấy được một ít hạnh phúc, một ít tánh đức của mẹ mà con muốn nuôi dưỡng và phát triển. Mẹ ơi, con thấy những cái gì mẹ muốn thực hiện mà chưa thực hiện được. Mẹ ơi, con biết mẹ muốn con thực hiện những gì mà mẹ chưa thực hiện được. Mẹ ơi, con đang tu tập để chuyển hóa cho con và cho mẹ. Mẹ ơi, con đang tu tập để chuyển hóa, để bồi đắp cái hạnh phúc, cái tình thương. Mẹ ơi, con đang tu tập để thực hiện được cái ước mơ của mẹ.
Đó là trong khi ngồi thiền mình niệm mẹ. Mà niệm như vậy thì ta không thể nào buồn ngủ được. Cái đó là niệm Bụt. Tại vì tờ lá kia là Bụt, mẹ cũng là Bụt. Mẹ chất, mẹ cất chứa tính Bụt trong lòng, tính bất sinh bất diệt trong lòng. Rồi bữa khác mình niệm thầy. Thầy ơi, con là học trò, con là đệ tử của thầy. Đôi khi mình nói đúng rồi, chính là thầy truyền giới cho mình, mà thầy không phải, thầy mình sẽ được. Rõ ràng là mình có điệp hộ giới, có tên thầy tên mình, nhưng mà nó chỉ như vậy thôi. Phải thấy được rằng thầy ơi, con là đệ tử của thầy. Phải thấy rõ như vậy. Tại thầy cũng là cha, thầy cũng là mẹ. Phải thấy được tính tương tức giữa mình và thầy. Thấy rằng nếu không có thầy thì không có trò, nếu không có trò thì không có thầy. Mình là sự tiếp nối. Thầy ơi, con là sự tiếp nối của thầy. Có những cái nơi thầy mà con thấy chưa hoàn hảo, chưa toàn hảo. Nhưng mà không phải như vậy mà con không có chấp nhận thầy là thầy của con. Rằng con là sự tiếp nối của thầy. Thầy ơi, con biết con là thầy. Phải thấy được điều đó. Phải rời lĩnh vực ý niệm và lý thuyết. Trên lý thuyết mình chấp nhận mình là sự tiếp nối của thầy, mình là thầy. Nhưng mà trên thực tế có thể là mình đang còn xa cái sự thật đó lắm. Vì vậy cho nên trong thiền quán phải làm thế nào để mình trở thành thầy và thầy trở thành mình. Tại vì sự có mặt của thầy trong mình nó cũng cụ thể như sự có mặt của cha trong mình, của mẹ trong mình, của nước, của gió, của lửa và của đất. Thầy ơi, con biết những khó khăn của thầy. Thầy ơi, con biết được cái hạnh phúc của thầy, cái tính đức của thầy. Thầy ơi, con biết thầy có thầy có những điều mà thầy ước mong thực hiện nhưng mà thầy chưa thực hiện được. Thầy ơi, con biết rằng có những cái mà thầy muốn con thực hiện. Con thấy hết cái điều đó. Trong cái tư thế ngồi hay trong tư thế lại, thực tập những cái này nó dễ lắm và không bao giờ mình buồn ngủ hết, tại nó hay vô cùng, nó cụ thể vô cùng, nó là sự sống. Và nửa giờ thực tập nó đã thay đổi con người của mình rồi, nó đã làm tan đi những cái khối băng, những cái khối đóng cứng, nó làm cho lưu nhuận cái sự thông cảm, cái sự thương yêu, cái chí nguyện, cái bồ đề tâm của mình. Bụt ơi, con biết con là đệ tử của Bụt. Bụt là một thứ cha, Bụt là một thứ mẹ. Không có Bụt làm sao có mình. Bụt ơi, con biết con là một đệ tử của Bụt. Bụt đây là Bụt Thích Ca. Là mình phải thấy rất rõ ràng, không có mặc cảm gì cả. Đã không phải là con của sư tử thì thôi, nhưng mà đã là con của sư tử, mình cũng là sư tử. Mình có thể có mặc cảm, mình không nên có mặc cảm. Mình là học trò của Bụt, là mình là học trò của Bụt. Dù Bụt không có cho mình
một chứng chỉ rằng tôi công nhận người này là đệ tử của tôi. Không cần cái đó. Cái mình cần là mình tiếp nhận được ở bụt cái năng lượng của chánh niệm, của hoan hỷ, của giải thoát, của vững chãi, của thắng thời. Và mình biết rằng mình là con của Bụt. Bụt ơi, con biết là con là đệ tử của Bụt. Không có mặc cảm gì hết. Nếu Long Thọ Bồ Tát là đệ tử của Bụt, mình cũng là đệ tử của Bụt. Nếu Long Thọ giỏi về luận lý học, mình sẽ giỏi về một cái khác. Mình quét lá trên sân, mình nấu cơm cho đại chúng, mình khâu áo cho các sư em. Cái đó nó cũng đẹp bằng sáng tạo Trung Quang Luận. Bồ Tát Long Thọ sáng tạo Trung Quang Luận xứng đáng là đệ tử của Bụt. Mình vá áo cho các sư em, mình cũng có thể là đệ tử giỏi của Bụt. Tại đệ tử của Bụt có nhiều hành, có nhiều cái công hạnh khác nhau. Mình không làm giảng sư thì mình làm trụ trì, mình không làm sư chị thì mình làm sư em. Mình làm đệ tử của Bụt theo kiểu của mình, và mình là con chính thức của Bụt, đệ tử chính thức của Bụt. Bụt ơi, con là sự tiếp nối của Bụt. Và đi tới Bụt ơi, con là Bụt. Đừng có mặc cảm gì hết, đừng có đưa tay nữa chừng. Con là Bụt. Phải đi tới cái chỗ đó. Thế mình là con của sư tử rồi, dầu mình là một con sư tử con, mình cũng vẫn là sư tử. Mình không phải là khỉ con, mình là sư tử. Phải thấy mình là Bụt. Điều này quan trọng lắm, không có mặc cảm. Bụt rất muốn như vậy. Và trong cái ước muốn sâu sắc nhất của mình cũng vậy. Con là Bụt. Bụt ơi, con biết có những điều mà Bụt chưa làm xong và Bụt muốn con làm. Bụt ơi, con sẽ làm những điều Bụt muốn con làm trong cái thời đại này. Trong thời đại của con, kỳ thực Bụt có những điều chưa làm, và mình ra đời như là con của Bụt, như là sự tiếp nối của Bụt, để mình làm những cái điều đó cho Bụt. Thì năng lượng nó sẽ phát sinh trong mình nhiều lắm, và mình có thể bỏ ra ngoài tất cả những buồn, giận, lo lắng, những sợ hãi, những mặc cảm. Và con người mình trở thành con người mới sau khi mình thực tập như vậy. Khi mà chúng ta đi sang Kitô giáo thì chúng ta thấy sự thực tập này nó đi tới được một cái mức nào đó thôi. Nó không có đi được all the way. Không đi được tại vì có một vài cái kẹt gì đó mà không phải là do trước trước Kitô đặt ra, mà do những nhà thần học đặt ra. Đứng đứng về phía trước trước Kitô thì sự thực tập nó không có vấn đề gì cả. Trước Kitô nói là Thượng Đế ơi, con là con của Thượng Đế, con là con của người, rất là dễ dàng. Thượng Đế ơi, con là sự tiếp nối của người, cũng vậy thôi. Và tại tại vì Chúa Kitô là một trong ba ngôi, thành ra Chúa Kitô nói Thượng Đế ơi, con là người, nó dễ dàng. Và đến khi chúng ta thực tập thì chúng ta có thể thực tập như vậy được không? Chúng ta thực tập với ba chúng ta, với mẹ chúng ta, với thầy của chúng ta thực tập có thể được. Nhưng mà khi chúng ta thực tập với Kitô,
Kitô ơi, con là đệ tử của người, được phải không? Kitô ơi, con là sự tiếp nối của người, được không? Có thể được. Nhưng mà đến khi nói Kitô ơi, con là người, thì có những tín hữu Công giáo và Cơ Đốc giáo không có chịu. Mình không có thể nào là Kitô được. Có thể chấp nhận mình là con của Kitô. Người phụng sự của Kitô. Jesus, you are my Lord. Là có Lord thì có servant. Cái điều đó cũng như là cha và con. Nhưng mà tới cái câu thực tập thứ hai, Jesus, I am your continuation, thì đã có cái gì hơi cứng cái. Thầy nhắc lại, cứng cái không phải là tại vì Chúa Kitô, mà tại vì những người con của Chúa Kitô. Họ không cho phép mình là sự tiếp nối của Chúa Kitô. Trong khi đó thì thực sự họ đang làm việc tiếp nối của Chúa Kitô. Chúa Kitô đi giảng đạo cứu người, thì những người Kitô hữu họ cũng đang đi giảng đạo cứu người để trở về với Chúa, thì họ đang tiếp tục Chúa Kitô. Rõ ràng là sự thật. Kitô ơi, con là chính là người. Jesus, I am yourself. Thì cái chuyện này hình như là có một sự cấm cản nào đó. Tại vì nếu mình là Chúa Kitô thì tức là mình tham dự vào cái tính bất sinh bất diệt của Thượng Đế. Mình cũng bất sinh bất diệt như Kitô, và mình cũng bất sinh bất diệt như Thượng Đế. Mình không còn là cái mà gọi là immortal nữa. Immortal dịch tiếng Việt là gì? Người phàm có sinh có diệt. Đó là cái khác nhau giữa đạo Bụt và đạo Kitô giáo. Khác nhau không phải là trên phương diện tinh thần giáo lý, mà khác nhau trong phương diện quan niệm của các nhà thần học. Tại sao? Tại trong cái phương pháp thực tập gọi là tín môn, bhakti, thì người ta không muốn xóa nhòa cái ranh giới giữa người niệm với người được niệm, giữa đối tượng tín ngưỡng và người tín ngưỡng. Thượng Đế được ví dụ như là đường, như là mật ong. Đây là một quan niệm của Ấn Độ giáo. Thượng Đế là đường, là mật ong. Mình chỉ muốn nếm đường và mật ong thôi. Mình không muốn trở thành đường và mật ong. I want to taste sugar. I don't want to be sugar. Đó là cái kẹt của một số người. To be sugar is no fun. Tasting sugar is fun. Is happiness. Đó là một quan niệm rất là cạn cờ. Là tại vì nghĩ rằng mật ong tự nó đâu có hạnh phúc gì đâu. Tại vì đã kẹt vào quan niệm mật ong là đối tượng. Chỉ là đối tượng. Ai dè trong cái thực tại của bản môn, ý niệm đối tượng và chủ thể nó đã được vượt qua. Đó là cái kẹt. Và cái kẹt đó chỉ có thể tháo gỡ được bằng thiền quán mà thôi. Không có thể tháo gỡ đã bằng được bằng sự siêu lượng. Mình là mật ong thì đâu có vui gì đâu. Mình nếm mật ong mới là vui. Đó là ý niệm. Và vì vậy cho nên cái những người tu về tín môn Bhakti đó,
là luôn luôn có một muốn có một thượng đế biệt lập ra khỏi mình để mình có thể tôn thờ, để có thể mình kính ngưỡng, để mình có thể thương yêu. Và nếu mình là thượng đế thì còn gì nữa đâu, đâu có sự tôn thờ, đâu có sự kính ngưỡng, đâu có sự kính yêu nữa. Và đó là cái kẹt, mà cái kẹt này nó nằm ở trong đầu của người, của nhà thần học, chứ không phải là nó nằm ở trong thực tại. Quý vị có cơ duyên, có một cái khung cảnh để thực tập. Cơ duyên đó rất là lớn, rất là hiếm. Quý vị không có thể bỏ qua cái cơ duyên đó. Mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày của mình ở đây là một cơ hội muôn vàng. Mình phải thực tập. Mình phải thực tập trong cái nội dung của nó. Mình đừng bằng lòng với sự thực tập hình thức rất uổng. Hãy tưởng tượng có một người suốt ngày chỉ đi đếm bạc cho người khác, không bao giờ trở thành người giàu cả. Tưởng tượng có những người chỉ đi nhặt những cái hạt lúa lép và đếm là mình có bao nhiêu hạt lúa, rốt cuộc cái kho lúa của mình toàn là lúa lép. Quý vị phải thực tập. Mà những pháp môn ở đây là những pháp môn rất cụ thể. Chúng ta được học một cách rõ ràng. Niệm hơi thở là niệm Bụt. Niệm thân là niệm Bụt. Niệm thọ là niệm Bụt. Niệm cha là niệm Bụt. Niệm mẹ là niệm Bụt. Niệm thầy là niệm Bụt. Tại vì tất cả nó nằm ở trong tất cả. Đó là cái giáo lý tương tức, tương nhập của Bụt dạy. Quý vị đừng có bị kẹt vào danh từ. Em chưa có mới mới có 1 tiếng thôi, 3 tiếng rồi.